Xin chào các bạn. Chị chào Nhung. Chào các em. Không biết là giờ này thì các bạn đã đi học về chưa? Có lẽ là chúng mình cũng chuẩn bị tan học rồi đúng không? Thế thì chị cũng đã hứa với chúng mình từ tuần trước cùng nhau tìm hiểu văn bản Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Tuy nhiên là vì tuần trước chúng mình có lỡ hẹn với nhau, thế nên tuần này chúng mình làm bù nhá. Không biết là ở trên lớp thì các bạn đã học xong văn bản Chí Phèo của nhà văn Nam Cao hay chưa? Nếu như các bạn đã học xong rồi thì thực sự có một cái phần kiến thức vô cùng quan trọng mà chị muốn nhấn mạnh với các bạn, đó chính là nhân vật anh Chí. Tuy nhiên, nhân vật anh Chí của chúng ta thì được nhìn xuyên suốt cả một cái cuộc đời. Từ khi anh ý lớn lên, sinh ra, rồi anh ý 18 đôi mươi, anh ý làm thuê cho nhà bà Kiến. Và rồi vì những cái lý do ủy khuất nào đó, Chí bị bà Kiến đẩy vào nhà tù thực dân Pháp. Rồi sau này anh bén duyên với Thị Nở. Cái mối tình giữa Chí và Thị được người làng Vũ Đại nói rằng đó là mối tình của một con quỷ với một con vật. Nhưng may thay, chính cái mối tình mà cả làng Vũ Đại ai cũng coi khinh đấy lại chính là cái liều thuốc giúp Chí thức tỉnh sau này. Và rồi Chí nhận ra bi kịch của cuộc đời mình, Chí đã vác dao đến nhà bá Kiến để đòi được làm người lương thiện. Thế thì chị tóm tắt lại cho chúng mình là như vậy, đơn giản như thế thôi. Và trong suốt cái cuộc đời của nhân vật Chí Phèo đó thì các bạn đặc biệt chú ý cho chị vào cái phân đoạn nói về bi kịch mà Chí trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Cái bi kịch của một đời người khi mà vốn dĩ anh là một cái anh nông dân lương thiện hiền lành mà bây giờ anh trở thành tay sai đắc lực cho bá Kiến. Rồi như dân làng Vũ Đại nói rằng thì anh đã phải bán linh hồn cho cả quỷ dữ để mà sống. Không những là rạch mặt ăn vạ kiếm 5-10 hào để uống rượu đâu, mà phải bán linh hồn cho cả quỷ. Đó. Thì các bạn chú ý chị là như vậy. Thế thì ngày hôm nay các bạn cùng với chị tìm hiểu thật là kỹ, thật là sâu về cái bi kịch lưu manh hóa của Chí nhá. Thế nhưng mà trước đó thì các bạn cũng biết rằng Chí của chúng ta là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, được cái anh đi đánh ống lươn nhặt được ở lò gạch cũ ở đầu làng, đúng không? Rồi sau đó được dân làng truyền tay nhau nuôi lớn, và cuối cùng anh đã 18 đôi mươi, anh có sức khỏe, anh đi làm thuê cho nhà Lý Kiến lúc bấy giờ. Vốn dĩ cuộc đời cứ thế trôi qua, anh có thể làm thuê cho nhà Lý Kiến, kiếm được một khoản tiền chuộc thân và sau đó mơ ước về cuộc sống của gia đình với những đứa trẻ, chồng thì cuốc mướn quẩy thuê, vợ thì dệt vải, cùng nhau sống qua năm qua tháng, đúng không? Thế nhưng mà khổ nỗi bi kịch xảy đến. Và các bạn chú ý chị là nguyên nhân vì sao mà Chí phải đi tù vậy các bạn? Các bạn có biết vì sao không? Các em có biết vì sao nhân vật Chí Phèo của chúng ta bị đi tù không ạ? Các em có biết vì sao nhân vật Chí bị đi tù không? Trước đấy vốn dĩ Chí Phèo là một anh nông dân lương thiện hiền lành, mà người làng Vũ Đại nói rằng anh hiền như đất vậy. Hắn hiền như đất, đúng không? Hiền gì mà hiền như đất vậy, chả làm hại ai bao giờ. Đó. Thế mà sau khi bị Lý Kiến bỏ vào tù, chừng 7-8 năm sau anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Và cái con người hoàn toàn khác đó được thể hiện ngay đầu văn bản trong sách giáo khoa. Thế thì bây giờ các bạn sẽ cùng với chị thử truy tìm xem vì sao Chí lại phải đi tù, đúng không? Ngạch đầu dòng đầu tiên các bạn chú ý chị nguyên nhân. Nguyên nhân dẫn đến bi kịch của anh Chí, nguyên nhân khiến anh Chí phải ngồi tù, à bị vu oan. Thế nói chính xác hơn thì đó chính là cái cơn ghen vô lý của Lý Kiến. Tại vì sao lại bị ghen như thế? Bởi vì nguyên nhân bắt nguồn từ vợ của Lý Kiến, đó chính là bà Ba. Bà Ba thì trẻ lắm, người lúc nào cũng hay hay ra, rồi miệng lúc nào cũng cười toe toét với gia nhân ở trong nhà, lúc nào cũng rất là lúng liếng đưa tình như vậy. Thế nhưng mà Lý Kiến lại già rồi, 60 tuổi rồi, đâu có còn sức để làm gì. Rồi tính thì vô cùng hay ghen mà vợ lại lẳng lơ đến như thế. Và rồi có một hôm
thì bà ba có gọi Chí Phèo vào bóp chân. Thế thì phận làm người ở trong nhà, chủ bảo sao thì làm vậy. Thế nhưng mà cái không ngờ đã xảy đến khi mà bà ba yêu cầu Chí bóp chân mà phải bóp lên tận trên. Lúc đấy Chí có nghĩ rằng con người ta cũng là người, con người ta không phải khúc gỗ, con người ta cũng có cảm giác. Thế nhưng mà cái cảm giác đấy nó bị lu mờ bởi vì lúc đấy Chí cảm thấy nhục, Chí cảm thấy khinh, Chí cảm thấy ghét, ghét những gì mà con người ta không thích. Mặc dù lúc đấy 18 đôi mươi là một chàng thanh niên khỏe mạnh, cái cảm giác về xác thịt có chứ, đúng không? Thế nhưng mà Chí chỉ cảm thấy khinh thôi, Chí cảm thấy nhục, đúng không? Nhục. Và rồi Lý Kiến nhìn thấy cái cảnh đấy, ghen mà, để Chí vào tù. Thế thì cái nguyên nhân đầu tiên cũng chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái quá trình lưu manh của Chí sau này, đó chính là cái sự ghen tuông vô lý của bà Kiến. Được không ạ? Và đồng thời tiếp tay cho bọn cường hào địa chủ cho Lý Kiến, đó chính là nhà tù thực dân. Với hai nguyên nhân trên thì khi mà 7-8 năm sau Chí ra tù, Chí đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Và cái khác này là cái khác như thế nào? Chí có còn là anh nông dân nữa không? Không, Chí không còn là anh nông dân nữa. Từ ngày Chí ra tù, Chí chỉ có biết uống rượu và đòi nợ thuê thôi các em ạ. Chí không còn nghĩ đến những mảnh vườn, những ngôi nhà và những đứa trẻ nữa. Bây giờ Chí chỉ nghĩ đến làm sao để đòi nợ được nhà này nhà kia thay cho bà Kiến, và để rồi có 5 đồng 10 hào để uống rượu cho say khướt, rồi lại vừa đi vừa chửi, chửi trời, chửi đời, chửi người, chửi cha mẹ, thằng nào không chửi nhau với hắn. Và cái khác đó thì các bạn có thể thấy được rằng nó khác từ nhân hình, rồi khác đến nhân tính các bạn ạ. Thay đổi hoàn toàn. Thế thì trước tiên chúng ta thấy rằng cái con người khác này của Chí nó được thể hiện thông qua cái bên ngoài, đó chính là nhân hình. Cái quá trình lưu manh này nó được thể hiện qua bên ngoài, đó chính là nhân hình. Tức là những cái gì mà chúng ta nhìn thấy sau khi mà Chí quay trở về chừng 7-8 năm sau. Các bạn đọc đầu văn bản ở trong sách giáo khoa thì các bạn thấy được thể hiện rất rất là rõ về cái sự thay đổi nhân hình này. Tức là cái bên ngoài, cái gì của ngày xưa một anh canh điền hiền lành khỏe mạnh hiền như đất ngày nào đã không còn nữa, thay vào đó là ai, là một cái tên xăng đá, đầu thì trồng lốc, răng cạo trắng hớn, mặt thì đen và dốc cưng cong, hai con mắt hắn thì gườm gườm trông gớm chết. Rồi chẳng những thế thì cái ngực phanh ra đầy những nét trạng trổ rồng phượng với một ông tướng cầm chùy. Còn hắn không còn mặc cái bộ áo áo gụ áo nâu của một người nông dân nữa, mà hắn mặc một chiếc áo tây vàng nhưng quần thì vẫn là quần nái đen. Thế thì các bạn thấy đấy, cái phần nhân hình này đã thay đổi hoàn toàn, không còn bất cứ một cái dáng dấp nào của người nông dân ở đó nữa, thay vào đó là trông như một thằng xăng đá vậy. Thế thì đặc biệt là cái phần nhân hình này, nhà văn Nam Cao của chúng ta đặc tả thông qua khuôn mặt. Đầu thì trọng lốc, đúng không? Răng thì trắng hớn, mặt thì đen và dốc cong cong, rồi hai con mắt thì gườm gườm trông gớn chết. Vì sao Chí lại thay đổi như vậy? Vì bá kiến, đúng không ạ? Vì cái tầng lớp cường hào địa chủ đẩy con người ta đến cái mức đường không còn lối thoát, đành phải tha hóa vậy. Nếu như không tha hóa thì chỉ có cái chết đang chờ đợi ở phía trước thôi. Thế nên muốn sống thì phải tha hóa. Còn nếu như anh không muốn sống nữa, anh không muốn tiếp tục cuộc đời này nữa thì anh hãy chết. Giống như cái kết cục của cuối tác phẩm ấy,
Chí không thể nào sống cái cuộc đời của một con quỷ dữ nữa, bởi vì Chí nhận ra và Chí thức tỉnh. Chí muốn quay trở về làm người lương thiện. Và lúc đấy đấy, Chí không không có tha hóa nữa thì Chí chỉ có cái chết thôi. Chí không còn con đường nào để đi cả. Rồi nhà tù thực dân hành họa đầy đọa một con người vốn dĩ hiền như đất vậy, thế mà bây giờ nhân hình thay đổi, đầu thì cạo chọc lóc, răng thì trắng hớn, đôi mắt thì gườm gườm, trên người thì xăm trổ đầy những cái hình xăm, đúng không? Với một ông tướng cầm chùy xanh đỏ tím vàng. Đó, thì các bạn có thể thấy rằng cái sự thay đổi trước tiên về mặt nhân hình mà chúng ta có thể nhìn thấy, cái sự thay đổi bên trong và cái sự thay đổi này nó mang tính chất quyết định, đó chính là sự thay đổi về nhân tính. Nếu như trước kia chỉ được ví là hiền như cục đất thì bây giờ chỉ không còn có hiền nữa các bạn ạ. Bây giờ chỉ trở nên hung hăng và liều lĩnh. Hung hăng và liều lĩnh. Sau khi chỉ ra tù, việc đầu tiên chỉ làm đó là tìm đến nhà bà Kiến. Để làm gì? Để ăn vạ, để rạch mặt, để đòi tiền. Và cuối cùng thì Chí đã được cái sự khôn khéo của bà Kiến quy phục. Và rồi Chí lại trở thành tay sai đắc lực cho bà Kiến. Và đây là cái thuật dùng người của bà Kiến nhé. Bà Kiến cho rằng nếu như muốn trị những cái tên đầu sừng đầu sỏ như Đội Tảo, cũng là một cái bọn cường hào có cái sự mâu thuẫn với bà Kiến, và rồi để có thể đối chọi được cái bọn đấy thì chỉ có dùng những người như Chí thôi, mà Chí là cái bọn thân cô thế cô chẳng sợ gì hết, bởi vì chỉ có một mình hắn, nhà cửa thì không có gì thì không. Và nếu như như vậy thì Chí sẵn lòng làm tay sai cho bà Kiến, bởi vì Chí có sợ gì đâu. Và rồi đồng thời thì bà Kiến còn cho nhà cho đất, đúng không, cắm cho hai sào ở ngoài rễ sông, cắm cái lều mà ở. Rồi mỗi một lần làm được việc thì bà Kiến lại cho Chí 5 xu 10 hào để mà uống rượu. Rồi hắn cứ say khướt như thế thôi và làm việc cứ như vậy như vậy. Trở nên hung hăng và liều lĩnh để làm gì? Để có thể đi đòi nợ thuê, để có thể làm tay sai cho bà Kiến, để có thể dọa nạt dân nghèo, để có thể đụng độ với bọn đầu sừng đầu sỏ trong cái làng Vũ Đại ấy, một cái xã hội mà người ta nói rằng là đầy đủ những cái tầng lớp. Đó, em chủ yếu chị là như vậy. Ngoài ra ấy thì chúng ta còn thấy cái trạng thái của anh Chí, đó là luôn luôn say, chẳng có bao giờ tỉnh cả, lúc nào cũng say hết, luôn luôn ở trong cái trạng thái say say khướt. Hắn về là hắn ngồi uống rượu ăn thịt chó từ chiều cho đến tối, say triền miên, say không có lúc nào tỉnh. Chí chỉ thực sự tỉnh khi mà gặp Thị Nở. Bởi vì sao tỉnh? Là bởi vì tỉnh để mà yêu, mà không những thế còn muốn tỉnh để không còn uống rượu nữa, để tiết kiệm tiền. Bởi vì lúc đấy trong cái 7 ngày vỏn vẹn đấy thì chỉ có Thị Nở đi kiếm tiền thôi, Chí là Chí ở nhà, đúng không? Rồi cuối cùng này, chúng ta thấy không những say mà chúng ta thấy còn hành động của Chí làm sao. Lúc bấy giờ Chí có còn cuốc mướn cày thuê trở thành người ở cho nhà bà Kiến nữa không? Không, Chí không làm những công việc đấy nữa, mà Chí làm một cái việc đó chính là đòi nợ thuê, dọa nạt, cướp giật và thậm chí còn rạch mặt ăn vạ. Đấy là những hành động của Chí. Dọa nạt, rạch mặt, đúng không? Chẳng những thế còn cướp bóc. Mà có phải cướp cho Chí đâu, cướp cho cái tên cường hào địa chủ kia kìa. Chí chỉ được giả 5 xu 10 hào đi uống rượu thôi, bà Kiến quăng ra cho đấy. Đấy, tiền đấy, anh đi lấy mà uống rượu đi, đúng không? Thế đấy là những cái hành động của Chí. Và rồi khi Chí trở thành một con quỷ dữ như thế này thì các bạn có thấy anh ta nói chuyện được với mọi người không? Anh ta chỉ nói chuyện được với bà Kiến thôi, còn tất cả những người khác anh ta không muốn nói chuyện được. Các bạn thấy là trong cái văn bản ấy, chúng ta thấy là cái cuộc giao tiếp của Chí thì chỉ duy nhất có bà Kiến tiếp lời, đúng không? Ngoài ra thì có ai tiếp không? Không ai tiếp cả. Và Chí khao khát muốn được nói chuyện với loài người, thế nhưng mà Chí không thể làm được nữa rồi, bởi vì bây giờ Chí đã trở thành con quỷ rồi. Tất cả
cả dân làng Vũ Đại không ai còn muốn tiếp chuyện với Chí nữa cả. Và đặc biệt thì cái không gian sống của Chí là ở ngoài làng, là cái không gian không phải là ở trong làng như bao người khác. Mọi người khinh thường Chí, mọi người ghê sợ Chí. Mọi người sợ Chí nhưng mọi người cũng khinh Chí. Và rồi cái cách duy nhất mà Chí muốn giao tiếp với thế giới loài người, đấy là thông qua tiếng chửi. Cách mà Chí giao tiếp với xã hội loài người là tiếng chửi. Còn Chí vẫn có thể nói chuyện với bá kiến như bình thường, nhưng bá kiến không phải người các bạn ạ. Bá kiến có thể nói là một con quỷ dữ, đúng không? Cũng giống như Chí Phèo thôi, cũng là một con quỷ dữ, cướp bóc, dọa nạt, cướp hết tất cả những gì mà dân nghèo có, từ gánh khoai, từ đàn chó con, từ những cái đứa trẻ. Và các bạn có thể thấy rằng đấy không chỉ là Nghị Quế đâu, mà đó còn là Bá Kiến nữa, là những cái con người sống ở cái tầng lớp cường hào địa chủ á, là những người có quyền có tiền, mặc sức bóc lột đầy đọa những người dân khốn khổ ngoài kia. Và rồi chúng ta thấy rằng cái tiếng chửi này này, thì các bạn có thể thấy là mở đầu tác phẩm hắn vừa đi vừa chửi, ngày nào cũng như thế, hắn chửi trời, chửi đất, chửi cha mẹ thằng nào không chửi nhau với hắn, chửi cha mẹ thằng nào đẻ ra hắn. Thế nhưng mà không một ai tiếp lời cả, dù là cái tiếng chửi đó càng ngày càng thu hẹp cái đối tượng lại. Bởi vì các bạn thấy rằng nếu như khi mà chúng mình bực tức, chúng mình muốn thể hiện cái bực tức đó ra bên ngoài, thì thường là chúng mình sẽ chửi. Nhưng cái tiếng chửi đó thường là chửi động. Tuy nhiên là ban đầu thì Chí cũng chửi động đấy. Thế nhưng mà càng về sau, các bạn thấy cái đối tượng mà Chí chửi càng ngày càng thu hẹp lại. Chửi cha mẹ thằng nào không chửi nhau với tao đây này. Nhưng mà tuyệt nhiên không có một ai trả lời. Bởi vì vốn dĩ những người dân Vũ Đại nói rằng nó chửi ai, nó không có chửi mình, mà họ cũng chẳng muốn dây vào cái tên như Chí làm gì cả. Mất việc, đúng không? Rồi chửi cha mẹ thằng nào đẻ ra mình, tức là chửi bố mẹ mình á. Thế nhưng mà cũng chẳng có ai đáp lời, bởi vì đâu có ai biết bố mẹ Chí là ai. Và đây là cái định kiến của xã hội này. Xã hội Việt Nam trước cách mạng, đặc biệt là ở nông thôn, thì họ có một cái định kiến. Và cái định kiến này được hình thành, và sau đó nó được áp dụng từ đời này qua đời khác, và rồi nó trở thành một cái gì đó tưởng chừng như là đúng. Người ta coi thường những cái con người không có cha mẹ, tức là cái nguồn gốc xuất thân không rõ ràng, rồi làm nghề nghiệp bất chính. Họ nghĩ rằng những con người đấy chỉ là những người bỏ đi mà thôi. Thế thì đấy, các bạn thấy đấy, họ không còn, những người dân làng Vũ Đại không còn có coi Chí là người nữa rồi. Kệ, nếu như người ta còn nếm xỉa, người ta còn chửi, thì may ra trong mắt của người làng Vũ Đại, Chí còn là con người, còn có thể thức tỉnh, còn có thể khuyên bảo, thôi anh quay trở về đi, anh đừng làm cái nghề rạch mặt ăn vạ, anh đừng làm tay sai cho Bá Kiến nữa. Thế nhưng mà bây giờ người làng Vũ Đại có coi Chí ra gì đâu, không thèm nói, mà cũng chẳng buồn tiếp lời. Tất cả những thứ đấy cho chúng ta thấy rằng Chí đã không còn là con người nữa rồi. Chí đã trở thành con quỷ, Chí đã bước ra khỏi cái không gian của làng quê Vũ Đại, không còn là trong cái môi trường sinh hoạt của những người dân nữa rồi. Chí bước ra ngoài hoàn toàn là như vậy, đúng không? Thì chúng ta từ đây các bạn có thể suy ra cho Chí một cái nhận xét, đó chính là Chí Phèo, từ một anh nông dân lương thiện hiền lành, bởi hai cái lý do trên, Chí trở thành một người hoàn toàn khác. Đó chính là cái quá trình lưu manh, thay đổi cả về nhân tính và nhân hình, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta có thể rút ra nhận xét, đó là Chí đã bị tha hóa, đúng không? Chí Phèo bị tha hóa. Anh tha hóa cả về nhân tính và nhân hình. Tức là trong cái con người đấy có cái gì thì mất hết sạch. Từ bên ngoài cho đến bên trong chẳng còn gì nữa cả. Đúng chứ ạ? Đúng không? Và thông qua cái việc miêu tả, khắc họa cái quá trình mà Chí Phèo bị tha hóa, thì nhà văn Nam Cao dường như đã thể hiện được cái hiện thực của xã hội nông thôn Việt Nam trước cách mạng. Và đồng thời thông qua đó ta thấy cả tiếng nói tố cáo cái tầng lớp thống trị này,
những cái con người có tiền có quyền này tự cho mình là vua là chúa của một cái vùng nào đó, để rồi đẩy những người dân vốn dĩ vô tội vào con đường tù tội tha hóa. Đó, thế em chú ý chị là như vậy. Đấy là cái quá trình mà trí lưu manh, trí bị tha hóa. Thế thì em chú ý chị là như vậy. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về nhân vật Trí Phèo thì còn cả một cái phần sau thì chúng ta sẽ thấy được cái quá trình thức tỉnh. Đó không ạ? Khi mà gặp Thị Nở và rồi sau đó thì chúng ta thấy cái bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người. Thì đấy là hai cái phần sau. Không biết là ở trên lớp với các bạn đã học hết cái phần này chưa? Các bạn ơi, ngày hôm nay thì chúng mình cùng với chị ôn tập cái phần bi kịch lưu manh của bi cảnh lưu manh hóa của Chí Phèo, với nguyên nhân và những cái biểu hiện ở cả bên ngoài và bên trong, hay nói cách khác là nhân hình và nhân tính, thì chị đã có ôn tập lại cho chúng mình rồi đấy. Các bạn chú ý nhé. Với tất cả những cái phần này thì cũng rất có thể cho vào đề kiểm tra của chúng mình. Tuy nhiên là đề thì sẽ có hai dạng thức hỏi. Hỏi dạng 1 đó chính là phân tích quá trình lưu manh hóa của Chí Phèo. Dạng thứ hai là cho chúng ta một cái phân đoạn nói về những cái sự thay đổi của Chí cả về nhân hình và nhân tính, và rồi yêu cầu các bạn là phân tích cái đoạn trích trên. Thế thì dù là ở dạng thức nào thì chúng ta cũng cần phải xác định được cái phạm vi kiến thức nền của bài đó, và rồi chúng ta sẽ phân tích. Nhưng chú ý chị, khi các bạn viết bài cần phải đảm bảo cấu trúc 3 phần mở, thân, kết, được không ạ? Rồi, thế thì các bạn nắm bắt tinh thần của bài học ngày hôm nay của chúng mình là như thế nhé. Và chủ động ôn tập cho chị, được không nào? Bởi vì bây giờ cũng là mùng 8 rồi. Nếu như các bạn thi sớm thì có thể là 2 tuần nữa thi. Còn nếu bạn nào thi muộn thì có thể là cuối 12 hoặc đầu tháng 1 các bạn thi. Nói chung cũng tùy lịch của mỗi một bạn. Nhưng các bạn cứ chủ động ôn tập cho chị. Và mỗi một tuần chúng mình sẽ cùng nhau ôn tập những cái phần kiến thức trọng tâm, cùng nhau ôn lại. Thực ra cái phần này chị biết là các bạn đã học trên lớp rồi, và chị ở đây cùng trao đổi lại với các bạn để thêm một lần nữa các bạn được khắc ghi cái phần kiến thức nền mà chúng mình đã được học ở trên lớp, được không ạ? Còn nếu như chúng mình có thời gian thêm nữa thì chị sẽ nói nhiều hơn về Chí Phèo, được không? Còn nếu như mà bây giờ chúng mình cần phải nghỉ ngơi này, rồi cần phải ăn trưa để tiếp tục cho một buổi chiều học tập và làm việc, thì chị sẽ dừng lại buổi phát trực tiếp này ở đây. Và hẹn gặp lại chúng mình trong những buổi phát lần sau nhé. Bye bye.